À, hôm nay là ngày sinh nhật của chị Xui của mình. À, bà Bấm. À, mình sẽ chúc chị Xui mình vừa đẹp nè, vừa ngoan với chị con của mình nữa. Bây giờ mình sẽ hát cho một người nhớ lại từ xưa. Bà không biết chị Thu có nhắm này chứ không? Mùa xuân xóa
tay của anh chị em sẽ ủng hộ cho Đô Sông Ca.